Chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Phi Hưng với một bộ truyện có 2 tập mang tựa đề là Oán Hận Trăm Năm. Phi Hưng là tác giả của những bộ truyện như là Ngã Ba Oan Nghiệt, Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám mà Huy mới vừa gửi đến cho quý thính giả trong thời gian gần đây. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Phi Hưng bằng việc theo dõi trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Oán Hận Trăm Năm, tập 1. Đặt nhẹ cuốn sách đang đọc dở vào trong ba lô, Bảo đưa mắt ra ngoài khung cửa nhỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh tươi rộng lớn. Nhân dịp nghỉ hè, cậu bắt máy bay từ mảnh đất miền Trung nắng gió bay về quê nội của mình để nghỉ ngơi. Làng của cậu có tên gọi là Hoàng Hạ. Cuộc sống của người nông dân trong làng giản đơn, ấm áp, bình dị. Vẫn còn đó những người cần lao, chất phác. Vẫn còn hiện hữu những mái tranh nghèo đơn sơ. Vẻ đẹp nông thôn thanh bình và những món ăn dân dã đặc sắc, đậm đà tình người luôn là khao khát của những người con xa xứ. Tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ cánh, Bảo căng cứng người hồi hộp. Vậy là sau chuyến bay, cậu đã về tới mảnh đất quê hương thứ hai của mình. Chuyến này không phải là Bảo đi du lịch, mà cậu chỉ đơn giản là về thăm quê. Vì làng Hoàng Hà là vốn quê nội của cậu, Bảo cùng gia đình ở mảnh đất này đến khi qua hết cấp 1 thì theo cha ra Bắc làm việc. Tính chất công việc của cha cậu rất đặc thù, nên gia đình thường xuyên di chuyển nơi định cư liên tục. Cuối cùng dừng hẳn ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Thanh niên bây giờ trổ lên phong trào xách ba lô lên và đi. Bảo cũng không ngoại lệ. Nhân dịp nghỉ hè, cậu về đây chơi, thăm lại mảnh đất quê hương xưa. Bảo ngồi trong xe đò, móc điện thoại ra gọi cho người chú ruột, em trai của ba, để báo là mình sắp về tới. Dạ, chú, con về tới rồi. Chắc khoảng ngày mai á là con về tới dưới chỗ mình đó. Cha Bảo có hai người em trai đều đang ở vùng quê yên bình đó. Bảo cố nói thật chậm, người miền Trung có thói quen nói nhanh, giọng địa phương lại nhiều, nên lúc này cậu phải cố tập phát âm thật chậm và chuẩn để nhanh chóng hòa nhập. Mặc dù gốc ở đây nhưng đã xa quê quá lâu rồi. Bây giờ kỷ niệm thì cậu tuy còn mường tượng ra được nhưng cũng rất mơ hồ. Muốn nhớ lại chi tiết về đường đi, cảnh vật hay con người đều là chuyện không còn có thể làm được nữa. Trời đêm khi mới học cấp 1, giờ cậu đã là sinh viên năm 2. Nếu không nhờ có những cuộc gọi video, có lẽ khi ra đường nếu có gặp nhau, Bảo cũng chẳng thể nhận ra chú ba và chú tư của mình. Tuy là về thăm quê cũ, nhưng đây cũng chân chính là một cuộc đi phượt độc hành. Bảo không vội vàng quay về làng. Hồi nhỏ làm gì được đi đây đi đó, cho nên tranh thủ lần này cậu phải ngao du mới được. Bảo tới thăm những khu du lịch, trải nghiệm cảm giác ngồi trên những chiếc ghe nhỏ, đi sâu vào những con lạch êm ả, thả mình vào thiên nhiên độc đáo, hít thở bầu không khí mới lạ thú vị. Thỉnh thoảng trừng tràm lại vang lên những tiếng cò, xéo, vạc, kêu giáo giác mỗi khi bay ngang qua. Hàng trăm hàng ngàn cây tràm, mọc bạc ngàn, cùng với mặt hồ xanh ngát, làm cho con người ta như được đắm chìm trong một thế giới yên bình tĩnh lặng. Quanh quẩn dạo chơi một buổi, Bảo ra ngoài ăn ly chè thốt nốt. Những cây thốt nốt to khỏe xanh rì, gần như ở bất cứ đâu cũng dễ dàng gặp được. Chè thốt nốt có vị ngọt dịu thanh thanh, vị bùi thơm của nước cốt dừa, thật là miệng và ngon lành, lại giải khát thật tốt. Bảo đi lang thang một vòng, mua ít đồ lưu niệm và một số thứ để làm quà. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó trôi qua hết một ngày rồi. Sáng hôm sau, Bảo thuê một chiếc xe máy chạy về vùng quê của mình. Hai người chú đã hướng dẫn kỹ lưỡng đường đi cho cậu, nên Bảo cũng khá tự tin, một mình bon bon trên chiếc xe, vừa đi vừa ngắm cảnh. Những con đường đổ nhựa dần rời xa rồi khuất hẳn đi. Bảo nhẹ ga cho xe chậm chậm, chạy song song với những hàng cây xanh dịu mát, gió thổi vi vu. Sau khi quẹo vô con đường nhỏ chạy về làng của hai chú, lối đi càng ngày càng nhỏ hơn. Bảo phải chạy thật chậm trên con đường đất được đắp bên những ruộng lúa trồng lớn bạc ngàn, vì cậu sợ bị trượt bánh xe
rồi vồ ếch với ruộng thì quê lắm. Cảnh đẹp làng quê từ từ hiện ra, xa xa có những đứa trẻ chăn trâu thả diều, chỗ khác lại có một tớp đang cười tươi, vui đùa tắm sông. Báo Tâm mỉm cười cảm khái, với cuộc sống bộn bề hối hả ngoài kia, một miền cổ tích yêu thương vẫn đương tồn tại, không có trò chơi với những thiết bị hiện đại, không có quần áo đẹp. Trẻ em ở vùng quê chân chất như chính tâm hồn ngây thơ của nó vậy. Nằm sát bên những ruộng lúa lớn, những căn nhà bình dị nằm êm đềm ở đó tô điểm thêm cho sự thanh bình của cuộc sống làng quê. Nhà ở đây không mọc lên san sát, chung vách như nơi bảo sống. Mỗi căn đều có diện tích vườn khá rộng, với một màu xanh mát mắt của những tán cây. Phía trước một đoạn hơn 10 thước, Bảo Trông thấy một ngôi nhà nhỏ, sạch sẽ và khang trang hơn hẳn những căn nhà khác. Là một người đàn ông trung niên, cặp mắt tinh anh lanh lợi, môi cười cười, đang vẫy tay ra hiệu cho Bảo. Cậu nhận ra đây là chú Tư của mình. Chú là người hoạt ngôn và rất hài hước, rất dễ thân cận cùng với người khác. Bảo cười tươi chạy xe tới, chú yêu thương xoa đầu, rồi tự tay xách lấy ba lô. Hai chú cháu vừa cười nói, vừa đưa xe vào trong cổng nhà. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, phía trước và sau đều là khoảng sân lớn, trồng đủ các loại cây trái. Bảo để xe ở trước cửa nhà, theo chú Tư vào bên trong. Nhà không phân chia ra thành từng phòng riêng, mà chỉ xây những bức tường để tách ra từng khu riêng biệt. Giữa nhà là một cái tủ thờ bằng gỗ khá lớn, bên trên đặt ba bức tượng thờ ba vị nào đó mà Bảo không thể nhận ra. Xung quanh đặt bình hoa, bánh trái, khối nhang nghi ngút, chiếm trệ hai bên trái phải là những chiếc gương bát quái mới toanh, sáng bóng. Bên trái bàn thờ đặt một cái bàn nhỏ, bên trên đồ vật cũng giản đơn hơn. Một cái hũ sành đặt ở giữa bàn, như đang được thờ cúng. Trên nắp hũ sành là một lá bùa vàng tươi, to tướng, nằm chiếm trệ ở đó, được bọc chung bởi những sợi dây màu đỏ. Nhìn như sợi chỉ, nhưng không phải, có vẻ vô cùng bền, cảm giác như là dây cước. Bảo Toan chạm vào để xem thử là chất liệu gì, thì chú Tư vội ngăn lại, nói làm như vậy là mạo phạm, không có nên. Đối với chuyện thờ cúng kỳ lạ này, Bảo chỉ thấy tò mò thú vị, chứ không mấy ngạc nhiên. Bởi trước khi vào đây, cha cậu đã kể qua, từ xa xưa cả họ nhà mình đều theo nghiệp làm thầy, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Cha cậu sau này làm việc cho nhà nước, cho nên bỏ ngang không theo. Nhưng chú ba và chú tư thì được truyền thừa đầy đủ, ngoài làm nông tra vẫn tiếp tục hành nghề này ở quê hương. Bảo nghĩ rằng ở vùng thôn quê mà làm cái nghề này thì cũng bình thường thôi, nơi đâu người ta cũng tôn trọng tâm linh mà. Chắc vài bữa nữa nhờ hai chú chỉ cho vài chiêu, Bảo thầm nhủ như vậy. Theo hướng dẫn, cậu dòng ra sau nhà rửa mặt. Những dòng nước mát lành giúp cho cả người tỉnh táo, sảng khoái hơn. Lúc quay lại vào bên trong thì căn nhà đã có thêm một người, chú ba vừa về. Người chú này khuôn mặt đoan chính hiền lành, nhìn khá trầm tĩnh. Chỉ có điều đầu ông bị hói, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Chú ba hỏi thăm vài câu rồi dẫn cậu đi quanh nhà, cho phép cậu chọn lựa muốn nghỉ ngơi ở khu vực nào thì tùy ý. Căn nhà rộng rãi chỉ có hai anh em, nên chỗ nghỉ ngơi rất thoải mái để chọn lựa. Rồi chú lại dẫn cậu đi quanh vườn, chỉ cho cậu những cây ăn trái, cho phép cậu có thể hái ăn thỏa thích, thích cái gì ăn cái đó. Đến trưa, cả ba chú cháu ngồi vào trong một cái bàn ăn đơn giản vừa được dọn ra. Bên trên có ba tô bún lớn, đảm bảo một người ăn hết cũng sẽ no căng bụng. Chú Tư hấn hở nói: "Nè, lại đây nhóc, để chú giới thiệu cho mày cái món ăn ngon nè. Cái này là bún nước lèo đặc sản đây, ăn vô là mê man luôn á, không có muốn quay về nhà đó." Trên bàn đặt sẵn mấy tô bún còn bốc khói nghi ngút. Mặt trên của tô bún là miếng thịt cá lóc đồng, săn chắc tươi ngon. Kế bên là chén nước dùng với gia vị và nước cốt dừa. Bảo mơ hồ nhớ lại, hình như mình cũng từng ăn qua, nhưng đã lâu lắm rồi. Cậu đã quen ăn bún bò, bây giờ có món ăn lạ mắt lạ miệng như vậy, đương nhiên là rất háo hức muốn được thử. Chú Từ đưa tay lau chút mồ hôi trên trán, thở hắt ra như rất vất vả lao lực. Nhìn Bảo cười mà nói: "Để chuẩn bị cho mày cái món này đó, chú phải thức khuya dậy sớm mà sắp xếp đó nghe. Mày phải ghi nhớ cái công đầu này là của chú đó, nhức mày rồi."
Bảo nhìn ông chú của mình mà cảm động, phân dạ cảm ơn. Chú Tư đã vất vả việc nhà nông, vậy mà vẫn quan tâm đến đứa cháu nhiều như vậy. Chú Ba liếc mắt nhìn người em, biểu môi rồi chậm chậm nói: "Trời, tô bún mua ngoài đầu ngõ nhà cô Sáu, mỗi tô 20 ngàn. Thằng Tư à, mày thức dậy sớm cực khổ ghê đó ha." Chú Tư khựng lại rồi phá lên cười, ra bộ khoái chí lắm. Bảo đen mặt nghĩ thầm: ông chú Tư này của mình cũng độc đáo quá đi, làm cho cậu mất công một phen cảm động. Chú Tư tuy cũng lớn tuổi nhưng vẫn độc thân. Chú Ba thì đã có vợ 2 con, nhưng gia đình không hòa thuận. Người vợ đã mang theo con về bên nhà ngoại sống ly thân, thành ra hai ông chú ở chung với nhau. Bảo vừa ăn vừa nhìn chú của mình mà cười cười. Nhìn chú Tư vừa vui vẻ vừa tươi trẻ như vậy á, mà sao không có cô nào hốt vậy ta? Như bị chạm vào nỗi đau, chú Tư ngước mặt nhìn lên trần nhà, giả vờ ho khan rồi đưa ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cháu mà nói: Ai nói là không có cô nào thèm mày? Nói cho mày biết nha, mỗi ngày không có dưới 2-3 cô gọi điện cho chú đó, muốn trò chuyện với chú, mà chú mày đâu có thèm để ý đâu. Đúng lúc này, như chứng minh cho những gì ông vừa nói, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chú Tư nhìn sang điện thoại một lúc rồi bắt máy. Sau một lúc, chú trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia: "Thôi, em đừng có nói nữa, anh không quan tâm, sau này đừng có gọi làm phiền anh nữa nha." Nói xong quyết đoán tắt điện thoại đi, rồi hất hàm nhìn Bảo như ý nói là: "Thấy rõ chưa, chú mày gái theo đây." Bảo sửng sốt, người chú này của mình cũng ghê gớm như vậy luôn. Một bộ chảnh không thể chảnh hơn. Bảo thán phục, sau này phải học theo chú Tư mới được, nhiều cô theo đuổi như thế mà. Chú Ba thì vẫn ung dung xử lý cái tô bún của mình, ánh mắt nhìn xuống, chậm chậm cất tiếng nói: "Sáng thì có một cô tìm chú Tư của con tư vấn mua bảo hiểm. Trưa đó thì có cô tư vấn mua đất nền. Tới tối lại có một cô tư vấn vay tiền nữa đó cho coi." Đó, chú Tư mày đắt hàng vậy đó. Chú Tư lại phá lên cười. Bảo đen mặt lại một lần nữa, miệng co quắp. Cậu tự thầm nhủ, đối với ông chú này, dù có nghe nói cái gì thì chỉ nên tin 1/3 là được rồi, sơ sẩy một chút là bị lọt hố lừa gạt không thương tiếc luôn. Bảo trút phí, lấy ra 2 cái sim điện thoại rồi đẩy tới trước mặt của chú Tư mà nói: "Đây nè, mỗi sim là tính là 3 cô, con đưa cho chú 2 cái sim, vậy là khuyến mãi cho chú 6 cô không ngừng theo đuổi gọi điện mỗi ngày nha." Chú Tư tròn mắt nhìn 2 cái sim trước mặt rồi đưa mắt nhìn qua anh ba của mình. Cả hai cùng phá lên cười, thầm nói đúng là người trong gia đình chung dòng máu với nhau, đứa cháu này cũng đáo để không kém gì. Bảo lại hỏi: "Mà chú Ba chú Tư à, bữa nào chỉ cho con mấy cái vụ mà bộ chú bắt ma với học trò có thể phi thiên độn thổ không chú? Thế, mày xem phim trưởng nhiều quá rồi đó." "Nếu mà có thể phi thiên độn thổ thì không chừng chú Tư của mày á đã đột nhập ngân hàng đi cướp tiền rồi đó chứ." Chú Ba ở bên cạnh trêu. Chú Tư nhìn anh của mình rồi gật gật đầu, không chỉ không phản bác mà còn đắc chí, tỏ ra là anh nói rất có lý, ý tưởng kia cũng rất là hay ho. Chú Ba lại nói: "Ở thành phố như con đó thì nên lo sợ đề phòng con người hơn là ma quỷ. Con người có lòng dạ còn độc ác hơn cả loại ma quỷ đó chứ." Bảo khẽ lắc đầu. "Câu này á, con nghe nhiều rồi, nghe có vẻ thâm thúy như vậy thôi, chứ 10 người nói câu này á, con thấy cả 10 người đều lựa chọn sống chung với con người. Có thấy ai sợ con người mà bỏ đi tìm ma quỷ để sống chung cho vui đâu." Thế là chú Ba á khẩu không phản bác gì được. Chú Tư lúc này xen vô: "Thôi, bay thì lo học thôi, chứ tìm hiểu mấy cái tâm linh làm cái gì. Đụng vô coi chừng á, cha mày mắng bọn chú một trận. Mày thì còn lạ gì cái tính của ông nữa. Ông chửi 1 ngày 1 đêm, rồi chỉ cần cho uống 1 ly nước thôi, ông như sống lại vậy đó, vẫn chửi tiếp được qua ngày mới luôn. Ôi, hai chú theo cái nghề là vì kiếm thêm chút tiền dưỡng lão thôi, chứ sau này già rồi ai dưỡng cho chứ." Bảo gật gù không nói gì thêm,
Thầm nghĩ sau này xin mấy lá bùa là được rồi, không cần phải học làm gì cho tốn thời gian. Nhỡ đâu ăn mai thành thầy pháp thật thì cha chắc chắn sẽ mắng cả chú lẫn cháu đến hối đầu. Mà cái đầu hối của chú ba thì còn có bao nhiêu sợi tóc đâu. Rồi thâm ý nhìn hai ông chú mà hài hước nói: "Ở chú Tư à, con nghe nói gái làng mình xinh đẹp, hiền dịu dễ thương lắm. Ở coi có ai làm mai cho con cô đi chú." Bảo nói không sai, con gái làng này nổi tiếng xinh đẹp, đặc biệt nhất là chất giọng ngọt ngào, làm say đắm lòng người. Chú Tư cười cười nói: "Chê, ở trong làng này lứa tuổi của mày thì nó lên thành phố hoặc là đi làm ăn xa hết rồi. Nhất thời chú không có nghĩ ra được ai hết. Vậy đi, mai mốt gì đó đó bà chú cháu mình lên phố uống cà phê đi. Có cái quán lớn ở trên kia hay có đờn ca tài tử đó, tầm tuổi mày vô đó ngồi cũng nhiều ạ." Bảo vân dạ, lòng đầy mong chờ được tận một sở thị mỹ nhân làng quê dễ thương thế như thế nào. Chiều hôm đó Bảo được hai ông chú dẫn đi câu cá, cũng lấy đó làm thức ăn cho bữa tối luôn. Sau bữa ăn, cả hai đưa chìa khóa nhà cho đứa cháu, dặn tự đi ngủ trước đi, hai chú bận việc phải lên phố sáng mai mới dậy. Đêm đã về khuya, trời tối đen như mực, gió nhẹ vi vu thổi qua. Bảo mắt màng ngon giấc, phía bên ngoài tiếng mũi pho ve lên không ngừng. Trong đêm tối tĩnh mịch, chợt xoảng lên một tiếng vỡ nát của đồ sành sứ vang lên rõ to trong không gian yên tĩnh. Bảo chợt mình mở mắt ra, cậu xoay người muốn ngồi dậy xem có chuyện gì thì bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới dữ dội, hai mi mắt nặng trịch, vừa xoay người một cái đã lập tức ngủ thiếp đi. Bảo không biết rằng lúc này ở giữa phòng có một tiếng cười đầy tinh nghịch vang lên, một giọng cười trong trẻo của nữ dưới lanh lảnh vang trện khắp cả ngôi nhà. Sáng ngày hôm sau, "Bảo à, dậy đi con." Bảo ngái ngủ cố hé mở đôi mắt ra, không hiểu sao cậu có thể ngủ ngon và ngủ sâu đến như vậy. Chú Tư lại đập vai cậu rồi nói: "Dậy đi con, ra đây chú hỏi cái này." Bảo dụi dụi mắt đi theo ra giữa nhà. Lúc này ở trên sân, chú ba đang đứng đó, tay xoa xoa trán bóng bẩy của mình. Dưới chân ông có chi chít những mảnh vỡ lớn nhỏ của sành sứ. Bảo nhận ra đây là cái hũ sành được đặt ở sát bàn thờ chính. Phần nắp của nó có dán bùa vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ bị nứt nhẹ thôi, nhưng phần thân thì đã dở nát ra toàn bộ. Cậu nghi hoặc nhìn phần thân trong của hũ sành. Nó đóng một lớp gì đó đen thui, không phải là vết ẩm mốc, cũng không phải tro than, nhìn cứ như vệt cháy xém, rất là lạ. Không chờ hai người hỏi, Bảo lên tiếng nói: "Dạ, đêm qua con nghe có tiếng rơi vỡ, nghĩ chắc là mèo chuột gì đó chạy lung tung làm rơi đồ thôi. Muốn dậy đi ra xem, nhưng mà tự dưng buồn ngủ quá dậy không nổi được." Hai người lớn nhìn nhau, ánh mắt hiện ra một sự lo lắng tới tột cùng. Bảo không nhận ra, vẫn tò mò hỏi: "Ừ, cái này có đắt tiền không chú?" "Ờ, không." Chú Tư trả lời, nhưng dường như không hề chú ý tới chuyện Bảo đang hỏi, vẫn đưa mắt nhìn lơm lơm vào cái hũ vỡ nát dưới chân mình. Người anh thì dây dây mi tâm, một bộ dạng gặp vấn đề gì đó rất đau đầu. Bảo lại hỏi: "Ờ, bên trong có cái gì vậy chú?" Chú Tư lần này không trả lời, vỗ vỗ vai cậu, chỉ tay ra nhà sau, ý nói đi đánh răng rửa mặt để còn ra ăn sáng. Rồi hai anh em cúi xuống thu nhặt những mảnh vỡ đi. Sau đó chú ba thắp lên một bó nhang dậy lên trên bàn thờ tổ, miệng không ngừng xì xầm khấn vái. Lúc ngồi trên bàn ăn, chú ba im lặng ăn sáng không nói một câu nào. Chú Tư thì hỏi cậu hôm nay muốn làm cái gì. Bảo đáp: "Dạ, con muốn đi thăm mộ ông nội." Chú gật đầu rồi hướng dẫn cho cậu đường đi. Chú ba thì tiến về góc bàn thờ, chuẩn bị một bó nhang lớn cho cậu mang theo, đoạn chỉ cho cậu chỗ tạp hóa nhỏ để mua thêm ít đồ cúng đem theo mà đặt trước mộ. Cũng đúng lúc Bảo đang muốn đi đổ xăng nên ghi nhớ kỹ đường đi. Hai người lớn dặn dò xong thì đi thăm động. Bảo sửa soạn một chút rồi leo lên xe, nổ máy trời đi, chạy thông dong giữa những con đường làng xanh mát.
Thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, nền trời xanh tươi màu ngọc bích, những cuộn mây trắng vần quanh, ánh nắng vàng trượm cánh đồng bát ngát. Những ruộng lúa cũng đa sắc màu, màu xanh mượt mà của lúa đang ngậm đồng, màu vàng nhạt của lúa vừa trổ hạt, màu vàng tươi rực rỡ của lúa đang vào vụ thu hoạch. Tiếng xe máy nhẹ nhẹ vang lên trong không gian rộng lớn. Bảo đã mua đủ đồ dùng cần thiết để đi viếng mộ. Cậu chạy theo hướng đã được chỉ dẫn, băng qua một mảnh đất bạc ngàn, trồng những cây thốt nốt, cuối cùng đã đến nơi cần đến. Một khu nghĩa trang không lớn lắm, tọa lạc phía sau cái rừng cây. Những ngôi mộ nằm im lìm ở đó, phần nhiều là những ngôi mộ đá. Xung quanh cây xanh quá nhiều nên không gian ở đây có chút lạnh. Mặt trời buổi sớm vẫn chưa đưa được những tia nắng ấm áp tới được nơi đây. Bảo tìm một lúc thì cũng nhận ra mộ của ông nội cùng những người thân trong dòng họ. Cậu đặt bánh trái lên bia mộ, rồi thắp một bó nhang lớn, chuẩn bị đi cắm xung quanh. Lúc này thì một cơn gió lạnh buốt mang theo cái hơi sương buổi sớm thổi tới. Các tán cây quanh đó va vào nhau loạt xoạt. Sau lưng Bảo vang lên tiếng cười của một đứa con nít. Vừa giật mình thì từ sau lưng cậu chạy ra một đứa bé gái, mặc một cái đầm trắng tinh. Cô bé tầm 5-6 tuổi. Nó chạy vượt lên phía trước, tiến về phía ngôi mộ của ông nội. Bé này chạy rất nhẹ nhàng, êm ái, không phát ra một tiếng động nào. Nó xoay lưng về phía cậu nên không thể nhìn rõ được mặt. Bảo tròn mắt nhìn, con bé này là con nhà ai, đến sau lưng mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết. Vừa nghĩ tới đây, chợt Bảo trùng mình một cái, sống lưng lạnh toát. Xung quanh đây nào có nhà cửa gì của ai đâu. Lúc dạo con đường này cũng làm gì thấy xe cộ hay có ai đi viếng mộ vào buổi sớm. Với lại vừa rồi con bé này hình như không phải đang chạy, mà là đang lướt trên mặt đất. Cô bé áo trắng đã tiến tới trước bia mộ, cúi đầu ngửi ngửi phần bánh mà Bảo vừa đặt lên cúng. Cái đầu lúc lắc một chút, cũng không xoay lại nhìn cậu, mà chỉ khẽ lên tiếng. Tiếng nói rất thanh, rất nhẹ, nhưng lại vang vọng trong đầu của Bảo, như thanh âm dội về từ nhiều phía. Ngon thiệt, ngon hơn đồ cha mẹ cúng cho em. Rồi cô bé đứng thẳng người lên, thanh âm lại vọng ra. Bé cảm ơn anh đã cho ăn ngon nha. Nói xong, thân ảnh cô bé lướt về phía xa. Đến một bụi rậm, nó chui tọt vào trong đó rồi mất dạng đi. Bụi rậm rung lắc lên một chút rồi quay về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này mặt Bảo đã trắng bệch, sự sợ hãi làm hai hàm răng va vào nhau lập cập. Những cơn gió lạnh buổi sớm mai lại nổi lên, nhưng lúc này cậu đâu có cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng cái gì nữa. Một sự lạnh giá cứ như băng đá thấm sâu vào trong da thịt. Bảo trung trung đặt bó nhang xuống đất, không kịp cắm vào chỗ nào khác nữa, từ từ bước lùi ra sau, mắt không rời khỏi cái bụi rậm nơi cô bé vừa chui vào. Lùi được một đoạn xa, anh chàng ù té chạy ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn hoảng sợ quay nhìn ra sau xem có cái gì đuổi theo hay không. Đến được chỗ chiếc xe, Bảo trung rẩy mãi mới nổ được máy, khó khăn lắm mới băng qua được cánh rừng thốt nốt, về được khu vực cánh đồng ruộng lúa ở bên ngoài. Đoạn đường chạy bán sống bán chết vừa rồi, Bảo luôn có một cảm giác bị nhìn theo chậm chậm phía sau lưng. Bên tai là một tiếng cười âm vang, đi kèm với tiếng xào xạc của những cành lá va đập vào nhau trong gió. Ra được bên ngoài, ánh nắng ban sáng phủ lên người, làm cho cơ thể thấy ấm áp dễ chịu hơn được một chút. Cậu chạy thật xa mới dừng xe lại, ổn định nhịp thở. Trung chạy nhìn về con đường vừa đi qua, cậu lầm bầm: "Ôi, mua đồ ăn ngon đi cúng làm gì? Để mà nó tìm tới gì? Lần sau chỉ mua hoa quả chắc là đủ rồi. À mà không, lần sau dứt khoát á, phải đi cùng với mấy ông chú. Ông nội cùng với tổ tiên xin đừng có trách con. Con còn yêu đời, chưa muốn giao lưu trao đổi ẩm thực rồi đi du lịch sớm với người cổ dưới đâu. Lần sau con lại tới thắp hương sau ạ." Người khác gặp ma đã muốn đứng tìm, nhưng Bảo bây giờ đã là rất can đảm rồi. Cậu không giống như giới trẻ vì đề cao khoa học mà cố tình bài trừ đi tâm linh. Đối với lĩnh vực này, Bảo luôn có một niềm tin và dành một sự trân trọng rất lớn. Đã tin vào thánh thần thì sao lại không tin có ma quỷ? Bảo luôn tự nhủ như vậy. Xe chạy chậm chậm trên con đường làng. Người ngồi trên xe cũng đã bình tĩnh trở lại,
thông thả mà ngắm cảnh. Khi đã chạy được một quãng xa, gần rời khỏi ngôi làng rồi, thì dừng lại trước một quán giải khát bên đường. Một tách cà phê được mang ra, Bảo dựa mình vào thành ghế, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc. Nhưng thỉnh thoảng hình ảnh cô bé trong khu nghỉ trang lại hiện lên, làm cậu trùng mình. Bảo lắc lắc đầu cố gắng xua đi. Chơi game trên điện thoại đến gần trưa, thì chú ba của cậu gọi tới hội thăm. Lúc đầu Bảo tính kể chuyện gặp ma trong khu nghĩa trang, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy kể ra thì cứ kỳ kỳ như thế nào đó, nên cuối cùng giấu nhẹm đi. Chú ba dặn dò cậu về sớm để ăn trưa, rồi sẽ lại dẫn đi câu cá. Buổi trưa hôm đó là món khô cá lóc đọng với cơm trắng. Món ăn này là đặc sản dân dã của vùng miền. Món này ăn chung với cơm thì rất đưa cơm, lạ miệng, Bảo ăn một bụng no nê thích chí. Vừa ăn xong thì có hàng xóm tới tiệm, thế là hai người lớn đi theo vị khách đó ra bên ngoài làm việc. Kế hoạch đi câu bị quỷ, Bảo cũng hài lòng, không sao cả. Mới sáng sớm bị ma nhát, cậu cũng thấy rất căng thẳng mệt người. Bây giờ tranh thủ đánh một giấc nghỉ ngơi cũng không tệ. Thế là một giấc ngủ luôn tới 5 giờ chiều. Bảo mơ màng thức dậy trên chiếc võng, mắt giữa hai cây ổi sau vườn. Buổi trưa mắt võng nằm ngủ ở giữa vườn, đúng là thật tuyệt. Giấc ngủ đến dễ vô cùng. Thức rồi, nhưng Bảo vẫn chưa ngồi dậy, nằm đông đưa thư giãn nhìn lên trời cao. Phía trên những cành lá xanh tươi đang che rạp cả tầm nhìn đi. Trên những cành cây, ổi rất sai trái, nhưng có điều còn nhỏ chưa chín hẳn đi. Nhìn một lượt, Bảo phát hiện ra một trái to nhất, cách chỗ cậu chỉ có 2-3 thước thôi. Sẵn đang buồn miệng, cậu nhanh chóng ngồi dậy muốn hái nó xuống. Sau vài bước leo lên, trái ổi đã ở trước mặt. Toàn đưa tay ra muốn giật lấy, thì từ đâu bên tai Bảo vang lên một giọng nói của thiếu nữ. Giọng nói này nghe rất ngọt ngào, nhưng lại vang xa lanh lảnh như từ phương nào đó truyền tới, lại như ở ngay sát bên tai, nói ra một cách chậm chậm. Anh à, trái này chưa chín, ăn không ngon đâu. Bảo giật bắn người, quay phát đầu lại. Từ một nhành lá xum xuê ở đằng sau, các tán lá lay động nhẹ một cái, rồi lòi ra một cái đầu người. Cái đầu này đang nhe răng cười với cậu. Bảo hoảng hồn buông tay ra, rơi từ trên cây xuống. Cũng may khoảng cách giữa cậu và mặt đất không quá xa. Sau khi va chạm với những cành lá bên dưới, Bảo trớt trúng cái võng, rồi ngã kình ra đất. Cả người ê ẩm, nhưng Bảo gần như không cảm thấy được điều đó. Nó lồm cồm bò dậy, ngước đầu nhìn lên cao, miệng không ngừng thở dốc ra. Phía trên cây hoàn toàn không có gì, các tán lá chỉ nhẹ đung đưa theo gió. Vừa rồi cái đầu người xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột, Bảo chỉ kịp thấy loáng thoáng chứ không nhìn rõ mặt. Chỉ kịp xác định là nhân diện đó hình như còn rất trẻ, là một cô gái chỉ tầm tuổi với cậu mà thôi. Lòng Bảo thầm than, sáng nay mua bánh cúng thì gặp ma, bây giờ kiếm trái ổi ăn cũng bị nhát. Không lẽ giai đoạn này người chết thích chơi trò giành đồ ăn với người sống tới nghiện luôn rồi hay sao? Bảo thở gấp, run rẩy lùi ra phía sau, rồi chạy thẳng vô trong nhà. Ngồi một lúc mới hoàn hồn trở lại. Cậu thắp nhang lên bàn thờ, dù không biết bên trên thờ cái gì, thờ ai. Lúc này cậu chỉ muốn có một chỗ dựa tinh thần mà thôi. Bảo ngồi chờ hai ông chú quay dậy, lần này phải xin bùa bình an hay bùa trừ tà gì đó để đeo bên người phòng thân mới được. Bản thân cậu thực sự rất muốn khóc. Cả nhà là dòng họ thầy pháp gia truyền, cậu lại ở ngay trong ngôi nhà có hai người chú là pháp sư. Vậy mà ngược lại thì hay rồi, sáng gặp ma, chiều cũng gặp ma. Tụi ma này khôn lỗi quá vậy, tìm đúng người không có khả năng chống cự là cậu. Dễ ăn quá nên ăn đến quen thối luôn rồi phải không? Đáp lại sự chờ đợi của Bảo là chú ba gọi điện. Chú bảo hai chú tối nay bận việc không dậy, nói cậu tự lo bữa tối rồi khóa cửa lại cẩn thận. Bảo thở hắt ra đầy cảm thán, hai ông chú này thật đúng là không dựa vào được rồi. Đêm nay lại phải ở một mình, bình thường thì không sao, nhưng hôm nay sau hai lần gặp ma, rõ ràng là có rất nhiều sao rồi, sao bay đầy trời luôn. Nhưng lo sợ cũng không cản được cơn buồn ngủ. Bảo ngủ một giấc tới hơn nửa đêm thì mơ màng thức dậy bởi một tiếng động lạ. Cậu mở mắt ra thì hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn đi.
Sát bên giường cậu đang nằm là một cái cửa sổ. Rõ ràng lúc trước cậu đã cài then kỹ càng, nhưng giờ này hai cánh cửa mở ra từ lúc nào. Trên thành cửa sổ đang có một thân ảnh chiếm chệ ngồi trên đó. Thân ảnh là một cô gái bằng tầm tuổi với cậu, mái tóc đen bóng óng ả, làn da trắng tinh, so với da người thường thì trắng hơn gấp đôi. Khuôn mặt của cô gái này rất đẹp, đẹp không tả xiết. Ánh mắt cô hiền lành nhìn cậu, môi khẽ nở một nụ cười mỉm chi, trông khá là tinh nghịch. Cô mặc một cái áo màu hồng, hai chân đung đưa trông rất hoạt bát. Dù không khác gì người thường, nhưng cô gái này nhìn như thế nào cũng rất tách biệt với thế giới này. Rất rõ ràng đây là một ma nữ. Bảo Trung chạy con người lại, trường lùi về phía sau, thân áp sát vào thành giường. Cô gái trên cửa sổ thấy cậu như vậy thì dường như cũng giật mình. Cô cũng lùi người nép sát vào thành cửa sổ, cả người trung lên sợ sệt. Bảo trợn tròn mắt, con ma nữ này làm sao vậy? Đến nhát cậu mà bây giờ chính nó lại sợ hãi như gặp ma. Mà khoan, vậy rốt cuộc giữa Bảo và cô ta thì ai mới là ma? Không lẽ ma nữ này thích chơi trò soi gương, thích nhái lại động tác của người đối diện hay sao? Bảo trung giọng, cố hùng hồn mà hăm dọa. Ma nữ kia, muốn gì chứ? Tôi gọi hai chú tới đánh cho bây giờ. Hai chú tôi là pháp sư đó. Cô gái áo hồng nghe thấy thế thì run rẩy, cả người co trúm lại, nép sát hơn vào thành cửa. Nó cất tiếng nói, một giọng nói run rẩy đầy oan ức, như bị bắt nạt mà cầu xin. Đừng đánh em mà, đừng mà. Cô gái nói rất chậm, như phát ra từng chữ cũng rất khó khăn. Thấy bóng ma đang run rẩy, đang đưa cái nhìn tội nghiệp về hướng của mình, Bảo thật choáng váng. Cô là ma còn cậu là người mà. Ma nhát người, chứ sao bây giờ cứ nhìn như thể cậu đang nhát cô ta vậy? Bảo thấy bình tĩnh hơn, hình như hồn ma này cũng không đáng sợ lắm. Thế giới rộng lớn, đúng là kiểu ma kỳ khôi gì cũng có mà. Cô gái lại trung giọng nói. Đừng gọi người đánh em. Em bị người ta đánh vào đây nè. Cô dùng một cái tay trung chạy ôm lấy đầu, tay còn lại tự chỉ vào trong đầu của mình. Đau lắm, đánh em tới chết, đánh em chết luôn rồi. Nói hết câu thì thúc tích khóc lên. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đó, lúc khóc lại làm cho người đối diện xót thương vô hạn. Bảo lúc này cũng nhỏ tiếng nói. Rồi, không đánh, được chưa? Thôi đừng có khóc nữa. Nói xong câu này thì Bảo cũng đứng hình. Giống là cậu đang bị ma nhát mà, sao bây giờ lại thành ra bản thân đi dỗ dành ma nữ như dỗ ngọt con nít vậy? Cô gái áo hồng nghe thấy vậy thì bớt run rẩy hơn, tay lau khóe mắt rồi nhìn cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngây thơ trong sáng rạng ngời. Bảo sững người trước vẻ đẹp kia, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi. Khi chịu lúc anh hái ổi đó là em nhát anh phải không? Ma nữ ngẩng đầu ngẫm nghĩ, khuôn mặt thanh khiết vô cùng. Một lúc sau cất giọng chậm chậm nói. Hồi chiều em đâu có nhát anh, em chỉ muốn nhắc anh là trái ổi chưa chín ăn không ngon thôi. Nói xong lại bồi thêm một câu. Cái tự nhiên anh nhảy từ trên cành xuống, dọa em sợ hết hồn luôn á. Bảo á khẩu, có xúc động muốn đập đầu vào gối cho khỏi tức chết đi. Ai rảnh mà leo lên cây rồi nhảy xuống chứ. Cậu là bị hù sợ nên rơi từ trên cây xuống có được hay không? Hồn ma con bé này ngược lại lại tốt, hoàn toàn không có ý thức được nó chính là nguyên nhân làm cho cậu té đi. Cô nàng chỉ luôn nghĩ là đã có lòng tốt nhắc cho cậu trái ổi chưa chín mà thôi. Đây chẳng lẽ chính là điển hình của câu nói người ngốc thì vô tội hay sao? Hồn ma nữ này bị đánh vào đầu cho nên mất mạng. Có lẽ bây giờ quá thành ma, đầu óc cũng không bình thường mất rồi. Bảo trơ lệ đầy mặt. Nói về đây với mong muốn gặp được những cô gái xinh đẹp ngọt ngào như trong lời đồn. Giờ thì hay rồi, người sống thì chưa gặp được ai, mà buổi sáng thì gặp ma nữ nhi đồng tham ăn, buổi tối thì gặp ma nữ bị thần kinh, cuộc sống mới phụ phàng làm sao. Bảo nửa nằm nửa ngồi trên giường, cuộn chăn lại quanh mình. Hơi ấm từ chăn đắp làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu trò chuyện với ma nữ kia.
Em ở trong vườn này hả? Hồng Ma lại ngẫm nghĩ, dường như chuyện gì cô nàng này cũng rất chậm chạp, cần phải có thời gian suy nghĩ chỉnh đốn rồi mới nói ra được. Cô lại cất giọng ngọt ngào từng tiếng một mà trả lời. Dạ, em ở trong khu đất này nè, cũng mấy trăm năm rồi. Từ hồi ở đây chưa có nhà cửa gì hết, người ta đánh em tới chết rồi chôn xác em ở sau vườn này nè. Bảo thấy tội nghiệp lắm, một cô gái đáng yêu như vậy sao người ta lại nỡ ra tay đánh đến chết chứ. Mấy trăm năm rồi, chắc là hồi đó vẫn còn trọng nam khinh nữ, người nữ thời đó chưa được tôn trọng. Bảo cũng cảm thán, lắc lắc đầu. Làm ma mấy trăm năm rồi, theo logic phim ảnh thì đáng lẽ phải tu luyện thành tinh rồi chứ, vậy mà con ma nữ trước mặt này lại một bộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đúng là đáng thương. Bảo lại nói, hai chú của anh là pháp sư, họ không đuổi em đi khỏi đây sao? Họ không có biết em ở đây. Lúc họ ở nhà, em liền trốn rất xa, cho nên họ không biết được. Bảo thấy cũng phải thôi, ma nữ này nhát gan như vậy, đoán chừng cũng không dám xuất hiện trước mặt của ai. Rồi cậu tò mò, rồi sao em không đi đầu thai đi? Cô gái lắc đầu ngoài ngoại. Em không đi, mấy lần trước có quỷ sai tới đồ dẫn em đi, bọn họ trông đáng sợ lắm, may mà lần nào em cũng chạy thoát được. Bảo triệt để câm nín rồi. Con nhỏ ma này không chỉ nhát gan mà bản lĩnh chạy trốn cũng thuộc hàng đỉnh cao. Chạy trốn suốt mấy trăm năm qua mà vẫn không ai bắt được. Lúc này Bảo không còn sợ nữa, nó còn phải cố gắng làm sao để ma nữ này không sợ mình thì đúng hơn. Hồn ma áo hồng kia mỉm cười nói, anh à, giọng anh lạ lắm đó, anh không phải người ở đây phải không? Anh ở tỉnh khác tới đây á. Tỉnh là gì vậy? Mà thôi quên nó đi, có nói chắc em cũng không hiểu đâu. Mà em tìm anh có chuyện gì không? Hồn ma nữ nở một nụ cười thích thú, nhìn Bảo rồi nói, không, tại em thấy anh lạ mặt với hiền hiền cho nên đi theo thôi. Em ở đây một mình buồn lắm, mấy hồn ma kia toàn đánh em không à, không chịu nói chuyện với em gì hết á. Nói rồi lại trưng ra một bộ mặt như sắp khóc, khóe miệng của Bảo co quắp lại. Cô nàng đây là xem cậu như mấy hồn ma ngoài kia hay sao? Ở một mình buồn chán quá, đi kiếm bạn trò chuyện đi mà. Bảo cũng tùy hứng tán gẫu cùng cô. Rồi dần dần cơn buồn ngủ kéo tới, cậu lại thiếp đi. Sáng hôm sau, Bảo dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn ra thấy cửa sổ vẫn đóng y như cũ. Cậu cười. Hôm qua thì cũng phải là mơ rồi. Trước khi đi còn đóng cửa, hồng ma cũng lịch sự ghê. Vừa nói xong thì một giọng nữ lanh lảnh chậm chậm vang lên bên tai. Anh, lịch sự nghĩa là gì vậy? Bảo khẽ trùng mình. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Cậu nói, Thúy à, em ở đâu vậy? Thúy là tên của hồn ma kia. Đêm qua trò chuyện một lúc lâu mới ngủ nên cả hai cũng biết sơ qua về nhau. Hồn cô Thúy chậm rãi nói, em ở bên cạnh anh nè, ban ngày á làm cho em không có thoải mái nên em phải ẩn mình đi, nhưng mà vẫn đi theo anh được đó. Bảo không nói gì, tự dưng có một hồn ma từ trên trời rơi xuống đi theo mình, ai mà dễ chịu cho được. Nhưng cái hồn ma này vừa hiền lành lại có chút ngốc, Bảo thấy tội nghiệp hơn nên không tiện nói thêm, mà có nói ra cũng chưa chắc cô nàng sẽ hiểu được. Phía ngoài sân có tiếng xe máy, là hai người chú vừa quay về nhà. Hồn ma cô Thúy không còn lên tiếng nữa. Bảo đoán cô nhát gan này chắc là chạy đi trốn cách xa cả mấy cây số rồi. Hai người đàn ông bước vào trong, chú Tư tươi cười với Bảo, chú Ba thì nhìn cậu tỏ ra nghi hoặc một chút rồi cũng mỉm cười. Ba người ăn sáng xong thì lại như mọi khi, hai người lớn đi làm, Bảo tự lên kế hoạch đi chơi ngắm cảnh lang thang trên những cung đường với cảnh vật thiên nhiên hút hồn của làng Hoàng Hạ. Chiếc xe máy chậm chậm trong rủi, phía sau yên xe nặng nặng, bên tai Bảo vang lên những tiếng reo vui thích thú của hồn ma Thúy. Bảo thấy tội nghiệp lắm,
một mình dắt dưỡng cô độc trải qua trăm năm, Thúy là như thế nào mới có thể chịu đựng được mà trải qua như vậy đây? Lang thang chán cũng hết nửa ngày, Báo chụp được rất nhiều cảnh đẹp, khá là hài lòng. Giọng Thúy buồn buồn vang lên. Cái này gọi là điện thoại hả anh? Em thấy người ta dùng nhiều lắm mà không dám tới gần để coi thử á. Tiếc ghê, em không chụp ảnh chung với anh được. Bảo thấy thương, há miệng ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quả thật không biết an ủi như thế nào cho phải. Hôm cô Thúy chỉ buồn một chút rồi lại vui vẻ thích thú đi tiếp cùng cậu ngắm cảnh. Bảo thầm nghĩ làm ma ngốc cũng tốt, không bị u sầu quá lâu, luôn dễ dàng vô tư vui vẻ. Lúc đầu ở cạnh Thúy, các người cậu đều bị lạnh trung, nổi da gà không tự chủ được. Nhưng một lúc sau, Bảo dường như đã quen với cảm giác này. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Bảo đã chơi được gần một tháng ở đây. Ngày ngày cậu đều đi lang thang, chơi những trò chơi dân dã của người trong làng, thưởng thức những món ăn ngon lành, đặc sản địa phương. Hồn cô Thúy vẫn không rời cậu một phút giây nào. Buổi sáng hai người dạo chơi, buổi tối bóng ma tới phòng cậu trò chuyện cùng nhau tới khuya. Bảo cũng thấy lạ, hai người chú của mình rất ít khi ngủ ở nhà, gần như một tuần chỉ ở lại qua đêm 2-3 ngày mà thôi. Điều này cũng thuận lợi cho cậu và hồn ma gặp nhau, nên Bảo chỉ kỳ quái chứ không hỏi thêm. Trong thời gian này Bảo càng ngày càng yêu thích bóng ma. Thúy quá đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên, làm cho người ta muốn ở bên cạnh mà chở che bảo bọc. Bảo cũng là thanh niên tràn đầy nhựa sống, không ít lần Bảo đưa cái nhìn ham muốn đầy dục vọng len lén nhìn cô. Mỗi lần như thế cậu lại tặc lưỡi than thở. Nếu Thúy là người sống thì tốt biết bao rồi. Đã bao nhiêu lần cậu nằm mơ tưởng tượng ra Thúy vẫn là người còn sống, mọi thứ dục vọng được lấp đầy. Khi tỉnh lại chỉ biết thở than tiếc nuối hiện thực đầy phũ phàng kia. Quen với chuyện bên cạnh có một vong hồn đi theo mình, một buổi sáng nọ Bảo định tự mình đi tới viếng mộ tổ tiên thêm một lần nữa. Lần này có vẻ cậu không lo lắng gì ở cái chuyện sẽ gặp ma. Chẳng phải luôn có một hồn ma theo cậu đó hay sao? Bảo đi đến cổng nghĩa trang khi trời tờ mờ sáng. Những làn gió sớm mai mang theo hơi sương lạnh ngắt nổi lên như đón chào. Trước cổng nghĩa trang hiện ra một cái bóng trắng nhỏ, chăm chăm nhìn về phía cậu. Chính xác hơn là nó nhìn về phần bánh trái mà cậu đang đem tới. Miệng nó cười lên rất tươi. Lần này đứng đối diện nên Bảo có thể nhìn thấy rõ mặt. Đây là một cô bé khuôn mặt tròn vành vạnh, rất đáng yêu. Làn da trắng toát như màu sắc mà cái đầm nó đang mặc trên người. Tuổi tầm 5-6 tuổi gì đó. Cặp mắt lộ ra tia vui mừng khi thấy cậu tới. Bảo hơi lạnh người khi thấy hồn ma bé con, nhưng cậu cũng không quá sợ. Miệng thở hắt ra cho cười tự nhủ. Đúng là trẻ con, được cho ăn ngon một lần á thì sẽ nhớ mãi thôi. Cô bé háo hức nhìn Bảo, đột nhiên chợt biến sắc đi, lộ ra một nét kinh sợ. Nó thu lại nụ cười, rồi quay lưng lướt một cái vào trong bụi rậm gần đó. Bụi cây lắc lư một chút rồi im bặt, gió cũng nhẹ đi rồi dừng hẳn. Bảo đang ngạc nhiên thì từ phía sau lưng, bóng ma màu hồng từ từ hiện ra. Thúy trung giọng nói, Có ma, hồng ma trẻ em á. Bảo cạn lời không biết nói gì luôn. Hồng ma cô bé mặt đậm trắng thấy Thúy thì bỏ chạy. Thúy thấy nó cũng run run sợ hãi. Cậu thầm than, muốn nói cả hai đều là ma đó, sao lại đi sợ bị ma nhát là như thế nào. Bảo thắp nhang khắp xung quanh, đặt bánh trái lên mộ của ông nội, rồi đặt riêng một phần bánh trái ra trên một cái mô đất bên cạnh. Đây là loại bánh mà cậu nhớ trước đây hồn ma cô bé tỏ ra rất yêu thích. Bảo phái tứ phương, rồi lại nhìn vào trong bụi cây mà thầm thì, bé con à, anh về nghe. Rồi quay lưng đi về đường cũ. Thúy nhìn vào trong bụi cây một thoáng, rồi cũng tươi cười lướt theo Bảo. Từ trong một bụi rậm, một cặp mắt to tròn hiện ra, đảo qua chỗ bánh đang đặt riêng một chút, rồi lại nhìn theo bóng lưng của người thanh niên. Ánh mắt này rất phức tạp, lại xen lẫn một chút sợ hãi, một điều gì đó.
Chiều hôm đó, Bảo đang ngồi câu cá thì có một cơn gió thổi tới, làm cuốn bay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống chiếc con kênh nhỏ. Cậu đang lây quay tìm đường lội xuống để nhặt lên thì từ đằng sau, hồn ma cô Thúy chỉ vào bên trái của cậu, chậm chậm mà thốt ra từng chữ: "Anh à, lội về hướng đó." Bảo theo hướng tay của cô chỉ mà lội xuống, chợt chân nó hơi nhối đầu. "Sẽ bị đạp đá cuội đó, nên anh đừng xuống mà đi hướng này nè." Phía sau, giọng của Thúy vẫn chậm chậm, đều đều mà vang lên. Nói rồi cô lại chỉ tay về phía bên tay phải. Bảo rất muốn khóc, cái thói quen cất giọng chậm chạp, lại nói có trước có sau này, đôi lúc giống như bẫy người ta. Nhìn cô nàng vẫn ngơ ngác chỉ cho bên tay phải, Bảo ngao ngán, có lẽ nó phải lên lại bờ rồi qua bên kia lội xuống thì cô ta mới hài lòng hay sao. Một lát sau, một người một ma quay về lại nhà. Bảo đang nấu ăn thì như mọi khi, chú ba gọi điện bảo cả hai sẽ không về nhà tối nay. Bảo đã quen rồi nên chỉ vâng dạ xác nhận mà thôi. Thức ăn được làm thành hai phần, một phần cho cậu, một phần đặt bên cửa sổ. Tối đến, Thúy lại hiện ra, đưa mũi hít hạ phần thức ăn đặt sẵn ở đó, tỏ ra rất thích chí. Bảo nhìn cô cười cười, ánh mắt như có như không đảo hết khắp cơ thể của bóng ma người thiếu nữ. Thúy dường như đã ăn xong, ngẩng đầu lên nói: "Anh à, sau vườn có một vong hồn, hắn gần đây thường dọa dẫm em đó." Chuyện là như thế nào vậy?" "Dạ, sau vườn có một hồn ma, một gã đàn ông. Hắn cũng bị giết và chôn ở đó. Hắn bị hai chú của anh trấn yểm, nhưng sắp thoát ra được rồi. Hắn dọa ngày ra ngoài được sẽ đánh cho em tan hồn nát phách đó." Nói đến đây thì cả người của Thúy trung lên cầm cập. Bảo nhìn thấy mà thương, liền nói: "Em đừng có sợ, để ngày mai nấu với hai chú của anh. Mà bây giờ hai người không có nhà, như vậy đi, em dẫn anh ra đó coi thử coi cái chỗ nào trước đã." Thúy trung chảy khi nghe lời đề nghị này. Cô ngẩng đầu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Bảo theo Thúy ra phía sau khu vườn. Càng đi thì bóng tối càng dày đặc, mũi kêu vo ve như kích động. Một lúc sau, dưới ánh đèn pin, Bảo soi thấy một gốc cây thốt nốt khá lớn, có một cái trang thờ cũ kỹ nằm ở đó. Bảo lo lắng từ từ tiến lại, thì phía bên trong có một cái bát hương nhỏ, một cây đèn cầy đã cháy hết tới tận đáy, một ít mạng nhện văng ở bên trong, có lẽ đã một thời gian dài bị bỏ bê. Đặc biệt bên trong có một cái hũ sành được bọc kỹ những sợi dây đỏ. Phía bên trên là một lá bùa nằm chèn lên nắp hũ, trông y hệt cái hũ cạnh bàn thờ mà cách đây một tháng từng bị vỡ, đúng cái ngày cậu về đây lần đầu tiên. Bảo hơi hoang mang, nếu như Thúy nói đây là cái hũ đang phong ấn yêu ma, vậy thì lần trước cái hũ trong nhà chính bị vỡ ra, chẳng lẽ cũng có hồn ma trong đó? Vậy thì nó thoát ra chưa? Bảo chăm chú soi đèn quan sát một lúc, rồi nói: "Chà, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ biết chở hai người chú về thôi, không có thể làm gì khác hay sao?" Giọng Thúy chậm chậm vang lên: "Xé rách lá bùa." Bảo vừa nghe tới đó thì đưa tay xé rách tờ bùa nằm trên nắp hũ. "Sẽ làm trong hồn dễ thoát ra hơn, nên tuyệt đối không được động vào lá bùa. Anh cẩn thận." "Ui, sao anh xé tờ bùa ra rồi?" Giọng Thúy vẫn hồn nhiên nói tiếp cái câu đang dang dở. Bảo như đứng hình, trợn tròn mắt. Bảy người, đúng là bảy người ta mà. "Ơi, thôi dẹp, nghỉ đi." Bảo giận dỗi nói, không biết lần thứ mấy vì cái thói quen nói chậm của cô nàng mà Bảo bị hớ đi. Thúy vẫn ngây ngô hỏi: "Anh sao vậy?" Đối với khuôn mặt ngơ ngác này, Bảo đành chịu thua, không có chỗ nào mà giận được. Thúy vẫn ngẩn ngơ nhìn Bảo một chút, rồi lại nói: "Anh, sao anh còn đứng ở đây?" "Ủa chứ giờ làm sao?" "Sao anh không chạy đi? Bùa bị xé, hồn bên trong sắp thoát ra rồi." "Trời đất ơi, sao em nói sớm?" "Thì anh có hỏi đâu, em..." Bảo cạn lời, cũng không chút chần chờ đôi co nữa, mau chóng chạy biến về nhà. Ở phía sau, từng cơn gió mạnh mẽ nổi lên, những cành lá va vào nhau xào xạc. Trong tiếng gió, nổi lên một tiếng cười man dại,
lan khắp cả vườn cây. Sáng ngày hôm sau, Bảo đang ngủ trong nhà thì nghe thấy bên ngoài xôn xao tiếng người hô hoán. Dụi dụi mắt, cậu mở cửa nhìn ra. Phía con đường trước cổng nhà, dân làng đang hối hả gọi nhau cho cùng chạy về một hướng. Cũng hiếu kỳ, Bảo liền chạy theo đoàn người xem có chuyện gì xảy ra. Chạy tới một con kinh sát bên một gò đất ở gần nơi đầu làng, Bảo thấy người dân đang tụ tập ở đó. Tới gần thì cậu ngẩn người ra, thì ra là có một vụ chết đuối. Nạn nhân là một bé trai tầm 10 tuổi, là con của ông Năm, cũng ở không xa nhà của Bảo. Xác đứa bé được vớt lên trên bờ, bên cạnh là cha mẹ của nạn nhân đang kêu gào than khóc. Bảo không dám nhìn lâu vào cái xác chết trôi kia. Tuy nghe nhiều về cái chết nước, nhưng khi tận một sở thị một xác người chết đuối thì đây là lần đầu tiên. Người dân xung quanh chỉ trỏ thương tiếc, họ nói với nhau: "Tội nghiệp đứa nhỏ nhà ông Năm quá." Tôi nghe gia đình ông Năm nói là đêm qua thằng nhỏ đang ngủ, cửa cũng cài then đóng chốt rồi, mà không biết như thế nào mà lại ra đây nghịch ngợm rồi để bị đuối nước như vậy nữa. Bà nghĩ đuối nước thiệt sao? Con kinh này đâu có sâu, thằng nhỏ nó bơi cũng giỏi lắm chứ bộ. Quan trọng là bà nghĩ ban đêm ban hôm nó ra đây làm gì mới được chứ. Ý của bà là... Thôi đừng có nói nữa, tôi nghi thần nghi quỷ vậy thôi, sợ quá. Rồi dân làng lại chị một câu em một câu, nhỏ giọng mà bàn tán. Trai tráng thanh niên thì hô hoán nhau phân công mà chuẩn bị lễ tang cho đứa nhỏ. Bảo Trung Trải quay về nhà, nó linh cảm được một điều gì đó. Nó ngẩn người ngồi trên giường. Bảo lẩm bẩm: "Thúy, đây là..." Hồn ma của Thúy cất giọng run run bên tai cậu: "Là oan hồn sau vườn làm đó. Nó hung dữ lắm, mạnh lắm, rất đáng sợ nữa." Nói xong lại khóc thút thít lên. Bảo đưa hai tay ôm đầu, tự trách rằng chính mình đã vô tình thả ra một thứ kinh khủng tà ác. Phía bên ngoài có tiếng xe máy, là hai ông chú đã trở dậy. Trong bữa ăn sáng, Bảo chỉ kể cho hai người nghe chuyện về đứa bé chết đuối, tuyệt không dám nhắc tới chuyện mình đã làm khi đi ra sau vườn vào đêm hôm qua. Hai người lớn nghe vậy thì có chút nghi hoặc nhìn nhau, rồi cùng đi sang nhà ông Năm, vừa là phụ giúp việc cho gia đình hàng xóm một tay, vừa để tìm hiểu. Bảo hôm nay lo sợ không dám đi lang thang, chỉ chạy xe ra quán cà phê đầu làng, ngồi chơi game lướt mạng giết thời gian. Đến cả chỗ câu cá mọi khi nó cũng không dám tới. Giờ đối với nước, nó rất sợ, ám ảnh vì cái chết của thằng nhỏ, làm cho nó vừa thấy tội lỗi, vừa hoảng hốt liên hồi. Nhưng chuyện không hề dừng lại ở đó. 2 giờ sáng đêm đó, cửa nhà bị gõ lên liên hồi. Bảo lọ mọ ra mở, thì ra có hai người thanh niên trong làng tới tiệm chú Ba và chú Tư. Nhưng như mọi khi, hai chú của Bảo đã lên phố không có ở nhà. Hai cậu thanh niên nghe vậy thì gật đầu, tỏ ý đã biết rồi, rồi quay ra ngoài. Bảo nhìn hướng con đường trước nhà, thấy có nhiều ánh đèn pin đang xoay múa ngoài kia, tiếng người gọi nhau ý ới. Tò mò, cậu cũng xách đèn pin rồi chạy theo. Dọc theo con đường làng trong đêm, một đoàn người đang chạy vội vã. Ánh đèn pin liên tục thi nhau chiếu sáng mọi ngóc ngách mà người dân đi qua, có vẻ như họ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hỏi thăm những người bên cạnh thì Bảo biết được ông Hai Lụa là một người trong làng. Sau khi ở lễ tang đến tối thì trở về nhà, nhưng người nhà chờ mãi không thấy ông đâu, mới tá quả chạy xung quanh nhờ hàng xóm đi tìm phụ. Được một lúc thì những người phía trước đột nhiên tăng tốc, vừa chạy vừa hô lên: "Thấy rồi, tìm thấy rồi." Bảo đưa mắt nhìn ra đồng ruộng mênh mông đen kịch ở trước mặt. Trên một con đường đất nhỏ đang có 4-5 người đứng ở đó. Họ xoay đèn pin liên tục, miệng la lớn ra hiệu. Dân làng đổ xô chạy tới. Con đường đá nhỏ, người ta xếp thành cả một hàng dài. Có những người chạy luôn xuống ruộng để tiếp cận. Bảo cũng sốt sắng chạy tới. Trong ánh sáng của vài chục cây đèn pin cùng chiếu vào một chỗ, có một người đàn ông đang nằm úp mặt, cả người chìm hơn một nửa vào mảnh bùn đất. Cây lúa xung quanh đều trạp hết cả ra, như bị ai đó lăn lộn lên trên. Bảo nghe loáng thoáng bên tai người dân nói chuyện: "Trời ơi, ổng chết rồi.
Cái gì ghê quá vậy? Sao mà lại xảy ra cái chuyện chết chóc nó liên tiếp như vậy? Bảo Trung chạy bàng hoàng nhìn vào trong cái xác. Lúc này bên tai cậu vang lên một thanh âm: "Anh à, về thôi, về mau, nguy hiểm lắm." Là giọng của Thúy. Bảo định thần lại rồi nhanh chóng xoay người quay trở về. Trên đường đi, cậu thấy có vài người đang kêu khóc chạy về phía cánh đồng, có lẽ là người nhà của ông Hai Lụa. Trên một cành cây ven đường gần đó, trong một lùm lá tùm, có một cặp mắt đỏ ngầu đang lừ lừ di chuyển, nhìn theo hướng đi của Bảo. Đến khi Bảo đã vào trong nhà rồi, thì từ trong chòm lá phát ra một tiếng gầm gừ đầy mang trợ, lại xen lẫn với vẻ khoái trá. Về tới nơi, Bảo rửa sạch chân tay đã dính bùn đất. Những dòng nước đêm mát lạnh làm cậu tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Có quá nhiều việc liên tiếp xảy ra như vậy, tâm trí trở nên bất an là chuyện thường thấy thôi. Huống chi mọi chuyện vừa mới xảy ra hoàn toàn có thể là do cậu vô tình gây nên. Bảo bất thần ngồi trên giường thều thào mà nói: "Là nó, lại là nó, có phải không?" Hồn ma Thúy đang ngồi ở cửa sổ im lặng không đáp. Nhưng không đáp thì lại chính là một đáp án rõ ràng nhất. Trong một ngày một đêm, ác hồn sau khu vườn đã cướp đi hai mạng người. Độ tà ác của nó đủ cho thấy nó kinh khủng tới như thế nào. Bảo không ngừng tự trách. Cậu thấy không khác gì mình đã hại chết người ta, dù cho có coi như là ngộ sát đi chăng nữa. Cũng vì cậu hèn nhát mà không dám đi kể cho hai người chú nghe, để đêm nay lại có thêm một mạng người nữa mất đi. Thúy chỉ ngồi đó trầm ngâm, đưa mắt nhìn Bảo, cũng không nói năng gì. Sáng hôm sau, chú Ba và chú Tư của cậu không về nhà. Có lẽ đã được người dân thông báo, nên hai người qua thẳng chỗ nhà ông Hai Lụa để phụ giúp tang lễ. Bảo ở nhà tự lo xoay sở. Chuyến đi chơi này có kết quả nằm ngoài sự tính toán. Những chuyện như thế này thật khó mà quên cho được. Bảo trung rẩy, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra sau khu vườn, tâm lý cảnh giác, sợ bất ngờ lại có một thứ gì đó xông tới mà tấn công mình. Cả ngày hôm đó trôi qua trong tĩnh lặng, không có gì xảy ra nữa. Tối đến, hai ông chú trở về nhà, trông họ có vẻ mệt mỏi. Chú Tư nói hai người họ không cần ăn uống gì, đã ăn bên chỗ đám tang rồi. Dặn Bảo ngủ sớm, rồi cả hai cũng leo lên giường. Bảo cảm khái, tuy đây là nhà của họ, nhưng thật ít khi thấy hai người chịu trở về ngủ qua đêm như vậy. Vào lúc quá khuya, một tiếng gõ cửa vang lên làm cho Bảo thức giấc. Nó trấn tĩnh một chút rồi tự nhủ: không lẽ lại có người mất tích, cho nên dân làng gọi cửa để cùng nhau đi tìm hay sao? Đúng lúc này thì một bàn tay to bản từ đâu xuất hiện ra, bịt chặt lấy miệng của Bảo, rồi ấn nó nằm lại xuống giường. Một tiếng xịt khẽ vang lên sát bên. Trong bóng tối mờ ảo, nó nhận ra là chú Tư, lúc này đang đưa tay lên miệng ra dấu nó đừng có lên tiếng. Bên ngoài sấm đánh đì đùng, trời không mưa nhưng gió lại rất lớn. Tấm trần lợp tôn trung lên cành khạch như muốn bung ra theo từng đợt gió lùa. Hai tiếng gõ cửa lại khô khốc vang lên. Im lìm một chút thì giọng nói the thé khàn khàn cất lên: "Mở cửa, mở cửa." Bảo lạnh trung nằm im bất động. Cái giọng nói ma mị quỷ dị này nào đâu phải là tiếng của con người. Biểu tình của chú Tư rất là căng thẳng, cặp mắt không ngừng trợn trừng về phía cửa chính. Gió vẫn vần vũ dữ dội, xuyên qua các khoảng hở chui vào bên trong nhà. Một giọng nói kinh dị như từ trong gió tỏa ra vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng chậm chậm như câu hồn: "Ra đây, ra đây đi, ra đây." Lúc này trong nhà chợt bùng lên một ngọn lửa. Bảo nhìn kỹ thì ra là chú Ba vừa đốt lên một ngọn đuốc. Ông đã áp sát cửa từ lúc nào. Lửa vừa cháy lên, chú ngay lập tức mở cửa, vung vẩy cây đuốc vào khoảng không trước mặt. Bảo nhìn thấy bên ngoài cửa hoàn toàn không có một thứ gì cả. Chú Ba đứng ngẩn ra quan sát một chút, rồi nhanh như cắt chạy ra sau bàn thờ tổ, rút ra một cây gậy gỗ được điêu khắc rất tinh xảo. Đoạn lập tức xông ra bên ngoài. Chú Tư trừng mắt với Bảo, miệng quát lên: "Không được ra ngoài, biết chưa?"
Nói rồi, chú cũng quơ lấy cây đèn pin, chạy ra sau bàn thờ tổ rút ra một thanh kiếm gỗ, một tấm vải vàng, rồi cũng lao mình vào trong bóng đêm. Bảo quản sợ chạy ra cửa nhìn theo, thấy hai đốm sáng đang di chuyển ra phía sau khu vườn, càng lúc càng xa. Trên bầu trời đen kịch, thỉnh thoảng thắp sáng lên bởi những tia sét. Gió lúc này vô cùng dữ dội, tiếng lá xào xạc va đập vào nhau điên cuồng giữa màn đêm. Bảo căng thẳng nhìn theo thì từ sau lưng vang lên một giọng nói: "Anh, đóng cửa lại." Biết là Thúy vừa hiện ra nhắc nhở, Bảo vội cài then cửa chính, trở lại lên giường ngồi, hai tay nắm chặt lại vì lo lắng. Rồi cậu cất tiếng hỏi: "Vẫn là nó phải không? Nó muốn làm gì chứ?" "Đúng là oan hồn sau khu vườn đó. Nó đêm nay là tính hại anh. Người của gia đình anh đã phong ấn nó, giờ nó thoát ra nên muốn trả thù. May mà đêm nay hai chú của anh ở nhà, chứ nếu không..." Bảo trung chảy khi biết mình là đối tượng mà oan hồn kia muốn làm hại. Cậu cũng không nghĩ là mình may mắn, đã hai vụ án mạng xảy ra rồi. Chắc chắn là hai ông chú của cậu đã nghi ngờ, nên đêm nay cố tình mới ở lại nhà. Nếu tối nay không có họ, không biết cậu sẽ phải làm sao đây. Dõi mắt nhìn về màn đêm phía sau cánh cửa chính, Bảo cậu khấn cho họ được bình an. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Oán Hận Trăm Năm, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào 8 giờ tối mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.